Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2024. Hôm nay tôi xin nói về câu chuyện sinh hoạt chính trị lắt léo như thế nào của Đảng Cộng Hòa ở bên Mỹ. Theo đài CNN thì hôm nay là mối tình trăng mật giữa cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ phú trẻ người Mỹ gốc Ấn là ông Vivek Ramaswamy chấm dứt. Tại sao lại có cảnh như thế này đây? Chuyện gì đã xảy ra? Quý khán thính giả biết khi mà ông tỷ phú Vivek Ramaswamy, người Mỹ gốc Ấn ra tranh cử, thì lúc nào ông cũng né tránh những đề tài mà tấn công vào cựu Tổng thống Donald Trump. Và phải nói là ông nhìn lên cựu Tổng thống Donald Trump như là một thần tượng, là mô hình để ông bắt chước. Ông còn có những hành động và lời nói ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump hết mình. Nên bên phía Đảng Cộng Hòa coi ông là một người trong tương lai có thể được cựu Tổng thống Donald Trump, một là mời vào trong liên danh đứng làm phó cho cựu Tổng thống Donald Trump, hai là nếu mà cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử thì sẽ bổ nhiệm ông vào một trong những chức vụ quan trọng như là một trong những chức vụ bộ trưởng. Và chính cựu Tổng thống Donald Trump trước đây cũng coi ông như là một người thân cận và mời ông vào trong vòng trong của cựu Tổng thống Donald Trump. Họ gọi là Inner Circle. Đó là mối tình trăng mật của cựu Tổng thống Donald Trump với ông tỷ phú Vivek Ramaswamy. Nhưng chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua, tôi có làm một clip nói vào ngày thứ Hai, 15 tháng 1 ở tại Iowa giờ của nước Mỹ là có cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng ngày này thì rất là lạnh. Nhiệt độ là dưới âm độ, từ âm độ 1 cho tới âm độ 19F, tức là có thể từ âm 15 độ C cho tới âm 30 độ C. Lạnh kinh khủng. Nhiều khi mà đứng ngoài trời, xin lỗi, thở hơi một cái còn đông đá nữa cả. Nên cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa lạnh quá như vậy thì nhiều người ngại, không dám đi bỏ phiếu. Tôi có làm một clip nói rằng những người mà đi bỏ phiếu là những người phải có nhiệt tâm và họ ủng hộ một ứng cử viên tới mức độ mà họ cuồng lên, họ bất chấp tất cả thì họ mới đi bỏ phiếu. Trong các ứng cử viên mà tranh cử kỳ này của Đảng Cộng Hòa thì sự nhiệt tâm cho ứng cử viên đó chỉ có cựu Tổng thống Donald Trump là được sự nhiệt tâm của những người ủng hộ. Còn những người mà ủng hộ cho cựu thống đốc của South Carolina là bà Nikki Haley chắc ngại không dám đi đâu. Hoặc là ủng hộ cho cả ông tỷ phú Vivek Ramaswamy chắc cũng không dám đi đâu. Nên dự trù là cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được nhiều phiếu ở Iowa trong ngày bầu cử sơ bộ. Nhiều phiếu là so với những người khác. Số tỷ lệ sẽ lên cao. Trong lúc mà bầu cử như vậy thì ông Vivek Ramaswamy ông đi vận động. Ông vận động thì ông biết là trời lạnh quá thì ông có một cái tấm hình ông cầm lên. Là ông nói là những người trẻ của Đảng Cộng Hòa quyết tâm đi bỏ phiếu. Và bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump hay không? Đó là ủng hộ hết mình nhưng không. Khi mà ông nói cựu Tổng thống Donald Trump thì ông lại cầm cái tấm hình mà cựu Tổng thống Donald Trump trước đây vào trong nhà tù của Putin để mà chụp hình lăn tay rồi gì đó để book vào trong nhà tù đó. Thì ông mới đưa cái tấm hình đó ra. Cái tấm hình đó, đó nó có một cái ý nghĩa khác. Và khi ông đưa ra như vậy đó thì có lẽ ông gửi ra một cái tín hiệu gì đó. Tín hiệu đó là những người trẻ của nước Mỹ ủng hộ cho một ông cựu tổng thống đang phải đối diện với 91 tội danh đại hình và chẳng lẽ là ủng hộ cho một cái ông đi tù à? Ý là như vậy.
Tương lai của Đảng Cộng Hòa là ủng hộ cho một ông đi tù à? Đương nhiên á, Ủy ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, người ta ngay lập tức phân tích tại sao ông Vivek Ramaswamy lại làm cái trò này. Thì họ nói rằng là ông này giả vờ bám theo cựu Tổng thống Donald Trump, ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng mà đâm lúc cán cựu Tổng thống Donald Trump khi có cơ hội. Ông này là một người nguy hiểm. Vì khi đưa ra một tín hiệu như vậy á, là nói rằng Đảng Cộng Hòa trong tương lai là gồm những người mà điên cuồng, không hiểu gì hết mới đi ủng hộ cho một người mở ngoặc đóng ngoặc là tội phạm, đang phải đối diện với 91 tội đại hình. Nên ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, theo CNN họ phân tích, họ cho rằng ông Vivek Ramaswamy là một người giả vờ bám theo để mà đánh từ ở trong đánh ra. Ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đánh giá là ông Vivek Ramaswamy trước đây lên tiếng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump là thần tượng của ông ấy, là để được lòng những người cuồng Trump, những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, muốn nhờ cái bước tiến đó mà đi lên, chứ không phải là ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thiệt tình. Sau khi mà bàn luận xong á, họ mới đệ trình lên trên cựu Tổng thống Donald Trump, và cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Vivek Ramaswamy không phải là một người MAGA thực sự. Những người ủng hộ tôi hãy cẩn thận, coi chừng tên này lừa đảo. Mà cựu Tổng thống Donald Trump dùng danh từ tiếng Anh là duped, coi chừng bị ông ấy lừa. Ông ấy không còn ở trong cái vòng trong của tôi nữa. Ông ấy bị loại ra khỏi sự tín nhiệm của tôi. Chính vì như vậy nên CNN mới nói là cuộc trăng mật giữa cựu Tổng thống Donald Trump và ông Vivek Ramaswamy đã chấm dứt. Đúng như vậy. Có những kẻ giả vờ đi theo, nhưng mà đó, ở đằng trong á, là họ có một chương trình khác, một hướng đi khác. Họ nghĩ rằng trong một giai đoạn nào đó thì họ có thể trở mặt quay xe đâm lúc cán, hoặc là khỏi cần trở mặt quay xe mà cứ đâm ngang, kiểu giống như là tỷ phú Vivek Ramaswamy như thế đó, thì nghĩ rằng không ai phát hiện ra được. Nhưng mà làm sao qua mặt được cả một ủy ban tranh cử, họ biết liền. Vậy là tương lai gì đó giữa tỷ phú Vivek Ramaswamy, một người Mỹ gốc Ấn rất thành công về vấn đề công nghệ đó, nhưng nếu mà vấn đề chính trị chắc không có tương lai với cựu Tổng thống Donald Trump và ủy ban tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump nữa. Mối tình này là chấm dứt. Bên phía của cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố, và bên phía cánh tả như đài CNN, họ lấy đây là một cơ hội để họ bình luận và họ khai thác. Khai thác sự phân hóa giữa cựu Tổng thống Donald Trump với ứng cử viên tỷ phú Vivek Ramaswamy. Cho tới giờ phút mà tôi đang thưa chuyện với quý khán giả, tôi chưa nắm bắt được kết quả bầu cử sơ bộ ở Iowa. Nhưng mà giờ phút này thì ai cũng dự đoán rồi, cựu Tổng thống Donald Trump là dẫn đầu, và có lẽ con số phiếu là khoảng 67%. Khi nào có kết quả, tôi sẽ tường trình đến quý khán giả và có góc nhìn của tôi. Đây là thông tin và góc nhìn của tôi ngày hôm nay, câu chuyện sinh hoạt chính trị lắt léo ở trong Đảng Cộng Hòa như thế nào. Và một tỷ phú như tỷ phú trẻ Vivek Ramaswamy bị khám phá ra rằng là muốn đóng vai giả dạng để làm mở ngoặc đóng ngoặc là chui sâu vào để có ảnh hưởng
từ bên phía của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thì nay đã bị chính ủy ban tranh cử và chính cựu Tổng thống Donald Trump đã lột mặt nạ rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.